Thời điểm gần 9 giờ sáng nay mùng 7 tháng 9, tất cả các khu vực ở Quảng Ninh đều bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Trong đó, nặng nề nhất là các tuyến đảo từ Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái. Toàn khu vực huyện đảo Cô Tô, mưa to trắng trời, gió giật cấp 11-12, quật đổ nhiều cây xanh. Nhiều bảng hiệu cũng bị quật ngã, chìm 4 tàu xi măng ở Âu Cảng. Toàn bộ huyện đảo mất điện. Các đảo khác như Quan Lạn, Ngọc Vừng, Vĩnh Thực cũng ảnh hưởng với các mức độ mưa gió khác nhau từ cấp 9 đến cấp 10. Dù bão chưa đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh, nhưng các khu vực ven biển đều đã có mưa. Thành phố Móng Cái gió giật khiến nhiều cây cối ven đường nghiêng ngả gãy đổ. Thành phố Cẩm Phả nhiều nơi có gió đến cấp 10. Tại trung tâm thành phố Hạ Long, gió cũng đã mạnh dần lên cấp 8, mưa vừa đến mưa to. Theo báo Quảng Ninh, trên địa bàn huyện Vân Đồn, nhiều cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến đường liên xã, tuyến phố, các xã tuyến đảo bị mất điện toàn bộ. Ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong sáng nay đã tổ chức di rời nhiều hộ dân có nhà nguy cơ cao bị tốc mái về tạm trú tại các nhà văn hóa và trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Sáng ngày 7 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 3, bão Yagi, Hà Nội cũng đã bắt đầu xuất hiện mưa kèm gió mạnh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 7 tháng 9, thủ đô Hà Nội có nhiều mây, mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C. Mặc dù bão số 3 chưa chính thức đổ bộ vào Hà Nội, nhưng theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, trận mưa dông lớn vào chiều tối mùng 6 tháng 9 đã để lại hậu quả lớn về người và tài sản. Theo đó, Hà Nội đã ghi nhận 1 người chết, 6 người bị thương do mưa dông tại các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Nhiều phương tiện bị hư hỏng cùng hàng trăm cây xanh bị gãy đổ chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ. Khoảng chiều đến đêm 7 tháng 9, bão số 3 sẽ vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, sau đó di chuyển sang phía Tây Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, nhiều tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo bão số 3 sẽ duy trì cấp 16, giật trên cấp 17, cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía đông của đảo Hải Nam. Khoảng đêm ngày 6 tháng 9, bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển, từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ các tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m. Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, Quảng Ninh cao từ 1,5-1,8m, Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2-1,5m, Nam Định và Ninh Bình từ 0,8-1,2m và Thanh Hóa từ 0,5-1m. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Nam Định cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến 100 đến 150mm. Từ chiều ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 8 tháng 9, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Dự báo ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét sạt lở đất, tập trung tại vùng núi Trung Du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Từ đêm 6 tháng 9 đến 8 tháng 9, cần đặc biệt lưu ý các huyện có nguy cơ rất cao. Như ở Quảng Ninh, gồm 12 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ cao, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, thành phố Móng Cái, thành phố Cẩm Phả, thành phố Uông Bí, thành phố Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà và Bình Liêu. Lạng Sơn, 10 huyện thành phố có nguy cơ cao, Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập, Văn
và thành phố Lạng Sơn. Tại Bắc Cạn, 6 huyện thành phố cần lưu ý là Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và thành phố Bắc Cạn. Tại Thái Nguyên, 9 huyện thành phố bao gồm Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên và Đại Từ. Tại Bắc Giang, 8 huyện thành phố lưu ý là thành phố Bắc Giang, Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang. Tại Vĩnh Phúc, 5 huyện Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên và Phúc Yên. Tại Hòa Bình, 11 huyện thành phố là Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, thành phố Hòa Bình, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc và Yên Thủy. Còn tại Phú Thọ, 9 huyện gồm Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập. Theo dự báo mới nhất của Independent, khi cơn bão số 3 Yagi di chuyển vào đất liền, miền Bắc Việt Nam sẽ hứng chịu cơn mưa lớn và gió mạnh với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất ở các vùng núi. Miền Bắc Lào và Thái Lan cũng dự kiến đối mặt với những điều kiện thời tiết tương tự, với lượng mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất, mặc dù cơn bão Yagi sẽ suy yếu khi đến những khu vực này. Theo cảnh báo từ các nhà dự báo bão của AccuWeather, bão Yagi dự báo sẽ mang đến lượng mưa từ 400 đến 760mm đến các khu vực, trong đó có miền Bắc Việt Nam, miền Bắc Lào và miền Bắc Thái Lan từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9. Với lượng mưa lớn như vậy, có thể dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và gián đoạn giao thông đáng kể. Cục khí tượng Thái Lan đã cảnh báo về mưa lớn và dông bão vào cuối tuần này khi bão Yagi đổ bộ. Quyền Tổng Giám đốc Cục Khí tượng Thái Lan Thanasit Iam Anachai cho biết, miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan sẽ có mưa lớn và gió mạnh vào ngày 7 và 8 tháng 9 do hoàn lưu của bão Yagi. Bão ngày càng dữ dội hơn trong những năm gần đây, điều này có liên quan chặt chẽ đến tác động của một cuộc khủng hoảng khí hậu. Nhiệt độ đại dương nóng hơn đang cung cấp nhiên liệu làm tăng cường độ bão, tăng tốc độ gió và lượng mưa do bão tạo ra. Như vậy, từ diễn biến đã qua và những dự báo sắp tới, cơn bão số 3, bão Yagi, đúng như những chuyên gia khẳng định là siêu bão cường độ mạnh nhất trong 30 năm nay trên Biển Đông. Cụ thể, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong quá khứ có rất nhiều cơn bão mạnh hoạt động trên Biển Đông như bão Ellen đổ bộ Trung Quốc mạnh cấp 15, bão Đốt năm 1985, bão Betty năm 1985, bão Angel năm 1995, bão Maggie năm 2010 hay bão Usagi năm 2013. Hay có thể kể đến bão Haiyan là cơn bão siêu mạnh, cường độ mạnh nhất lên tới cấp 17. Tuy nhiên, cường độ mạnh nhất ở khu vực phía đông của Philippines khi vào Biển Đông, bão Haiyan cường độ giảm còn cấp 14-15. Gần đây năm 2018, bão Mangkhut cấp 15 đã đổ bộ vào Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy, Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Bão Yagi đã thiết lập nhiều kỷ lục mới là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại. Bão tăng cấp độ nhanh nhất từ trước đến nay trong lịch sử khí tượng Việt Nam, 48 tiếng đã tăng được 8 cấp. Lần thứ 3 trong lịch sử, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ được ban hành và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cấp độ 4 được sử dụng ở vịnh Bắc Bộ. Yagi cũng là top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên Biển Đông. Giá trị khí áp tại tâm bão giảm xuống thấp nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua trong lịch sử quan trắc bão của khí tượng Việt Nam. Có thể thấy, đến thời điểm này, bão Yagi đã đạt trạng thái mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới.